Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Trong video clip này thì chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu cuốn thư gỗ Mita dài 2m60. Trong clip trước chúng tôi cũng báo luôn rồi là chúng tôi làm 7 bức cuốn thư như này. Mẫu cuốn thư Trạm Tứ Linh, Long Ly Quy Phụ, tức là bốn linh vật thiêng theo dân gian các cụ ngày xưa vẫn thường đặt, đó là rồng, lân, phượng và rùa. Phía dưới chúng tôi chạm hổ phù, bên trên chúng tôi chạm rồng trầu mật nguyệt. Trong clip trước tôi đã giới thiệu của các cái mẫu cuốn thư, tất cả là 7 bức. Đây là bức cuối cùng trong số tổng thể 7 bức chúng tôi làm cho nhà chùa. Đây là bức cuốn thư gỗ Mita được sơn son thép vàng Đài Loan. Kích thước là 2m6 x 1m27, dày 7 phân. Phần tai chúng tôi chạm mà kỳ lân và phượng hoàng. Đây cũng là mẫu cuốn thư đẹp nhất từ trước tới nay chúng tôi thi công và ra mẫu. Và trong phần khung giữa này chúng tôi chạm bốn chữ nho do khách hàng yêu cầu. Thì chúng tôi cũng đang nhận trùng tu rất nhiều các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng. Trong clip sau tôi sẽ giới thiệu cho quý vị tham khảo thêm các cái mẫu khám thờ, cũng như là kiệu thất cống, kiệu long đình, kiệu bát cống. Và cuối tháng này thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn các cái mẫu sản phẩm chấp kích ngựa thờ, hàng siêu to khổng lồ. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái sản phẩm đồ thờ cúng mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Quý khách đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thì quý khách có thể theo dõi tiện hơn. Quý khách ưng mẫu sản phẩm cuốn thư như này, quý khách hãy liên hệ về với chúng tôi 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi cũng được biết là gần đây nhu cầu của khách hàng dùng về hoành phi câu đối cuốn thư bằng gỗ Mita ngày càng được nâng cao. Chúng tôi cũng đáp ứng ra ngoài thị trường rất là nhiều. Một tháng trung bình chúng tôi sản xuất từ 100 tới 200 bộ cuốn thư hoành phi mẫu phổ thông và kích thước là 1m97 hoặc 2m17. Gần đây nhu cầu người dân sử dụng rất là cao, chúng tôi cũng đáp ứng ra cái thị trường với một cái đội ngũ thợ sản xuất hùng hậu. Chúng tôi đáp ứng ra ngoài thị trường trung bình một tháng là từ 100 đến 200 bộ cho tất cả các khách buôn trên toàn quốc cũng như là khách dùng. Tôi xin nhắc lại là cuốn thư này có kích thước là 2m6, rộng 1m27, bằng chất liệu gỗ Mita được sơn son thép vàng Đài Loan, phủ hoàng kim, tức là phủ bằng sơn nhật để giữ bóng cái bề mặt của vàng. Quý khách có yêu cầu dát vàng ta thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa tổng thể bức cuốn thư dài 2m6, hàng siêu to khổng lồ này, chúng tôi làm cho nhà chùa. Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ về với chúng tôi 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các video mới nhất. Và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo.